Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 2, ngày 6 tháng 6 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 âm lịch, ngày Canh Dần, cụ thể như sau. Trực thành, tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú, nên tránh kiện tụng và tranh chấp. Tuổi xung ngày, Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ. Tuổi hợp trong ngày, ngay Dân, Lục hợp Hợi, Tam hợp Ngọ và Tuất Thanh Hỏa cục. Giờ hợp đạo trong ngày, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi tiên đổ về túi âm âm trong ngày thứ hai này sẽ là các tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Để biết vận trình của bạn hùng cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 6 tháng 6 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, xem tử vi hôm nay, thủy sinh mộc đem lại nhiều tin vui trên lĩnh vực tình cảm cho người tuổi Tý. Nếu còn độc thân, bạn có thể phải lòng một người nào đó ngay lập tức, dù hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Với các cặp vợ chồng, mối quan hệ của hai người sẽ ngày càng khăng khít gắn bó bởi cả hai đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Bạn hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy cũng như bao dung cho người ấy trước những nỗi lầm. Tuy nhiên, thương quan lại chỉ ra rằng sự nghiệp của con giáp này phát triển không được thuận lợi. Bạn thường xuyên bị cấp trên gây khó dễ nên không phát huy được tiềm năng, thành tích công việc cũng khó cao được như mong muốn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim thường xuyên bị người khác gây khó dễ. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, vợ chồng biết cảm thông và hòa hợp cho nhau. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hoa, không phát huy được tiềm năng của mình. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, tìm được người phù hợp với bản thân. Con số may mắn 7, 3, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tương, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, chính ấn soi tỏ có đường sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển vô cùng hanh thông. Bạn biết đâu là cơ hội để phát triển và nắm bắt nhanh chóng. Thậm chí bạn không ngại thử sức mình ở những nội dung công việc mới. Người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể vượt qua được khó khăn. Bạn nhận được sự ngưỡng mộ và tin cậy của mọi người xung quanh và hứa hẹn còn thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Mộc khắc thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại phủ một màu ảm đạm. Có lẽ bạn đang quá quan tâm đến sự nghiệp của mình mà lơ là trách nhiệm với gia đình, khiến cho một quan hệ với các thành viên trở nên phai nhạt. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim nhận lấy những tổn thương trong tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy hãy trò chuyện với người thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa sự nghiệp phát triển hành thông. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ nhận được sự tin cậy của mọi người. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc nhanh chóng nắm bắt cơ hội của mình. Con số may mắn 3, 2, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tương vàng, xám, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, tử vi hàng ngày nhận thấy thiên tài chiếu mệnh, con đường tài lộc của người tuổi Dần rực sáng trong ngày hôm nay. Bạn có thể thu về một khoản dư giả như các mối đầu tư bất ngờ có lãi. Thậm chí có một vài người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ vào may mắn. Tuy nhiên, khi cầm khoản tiền ấy ở trong tay thì bạn nên có cách chi tiêu hoặc là đầu tư thỏa đáng, không nên chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ nhất thời. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 8 âm lịch, nhân thần ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và chầm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa nhận được khoản đầu tư chính xác. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ có cơ hội phát tài bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc giữ gìn sức khỏe, tránh va chạm gây tổn thương. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim có cơ hội được cất nhắc trong ngày hôm nay. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt
19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, trắng, quỷ nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão, nhờ tam hộ trợ giúp, người tuổi Mão trở thành tấm gương cho mọi người trong tập thể noi theo. Bạn thường tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc, không còn mãi đi theo một lối mòn mà người đi trước đã vạch ra. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công lớn đến mấy thì bạn cũng trở nên kiêu ngạo, cho rằng người khác phải luôn nghe theo mình. Ai cũng có thế mạnh riêng và bạn thì nên nhìn ra điểm mạnh của người khác để có thể học tập và cải thiện bản thân. Đồng thời, Mộc Vượng cũng khuyên bạn, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy thì bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo dễ đổ bệnh. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy là tấm gương để mọi người noi theo. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa hãy nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim tích cực học hỏi mọi người xung quanh. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tương, xanh lá cây, đen, quỷ nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Mộc khắc Thổ, quan hệ giữa người tuổi Thìn và người thân thiếu đi phần hòa hợp. Có lẽ khoảng cách thế hệ khiến cho bạn mệnh thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với cha mẹ hoặc là con cái của mình. Trước khi oán trách người nhà không hiểu mình thì bạn cũng nên đặt mình vào vị trí của người thân để suy nghĩ. Chỉ khi hai bên đều muốn chia sẻ và thấu hiểu thì mọi người mới có thể hiểu nhau và hóa giải được khúc mắc. Thiên ẩn cho thấy sự nghiệp của con giáp này đang có những bước phát triển đáng kể. Bạn xử lý thành thạo những vấn đề xuất hiện trước mắt nhờ có vốn kinh nghiệm phong phú. Thậm chí bạn còn giúp được mọi người giải quyết được khó khăn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa giải quyết được các vấn đề một cách thuận lợi. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ giúp đỡ mọi người vượt qua được khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim quan hệ gia đình không mấy hài hòa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy hãy học cách thấu hiểu người thân. Con số may mắn 0, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tương, nâu, xám, quý nhân phù trợ, Tí, Dần, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại. Chính vì thế, bạn cần hết sức cẩn thận, kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, luôn làm lè, tìm cách cướp công lao của mình. Thời điểm này, bạn trở nên tìm người quá dễ dàng. Với những người làm kinh tế, những sai lầm trước đó khiến cho bạn phải chịu một khoản thiệt hại đáng kể. Đây hẳn là bài học đắt giá để bạn không phạm phải trong tương lai. Hãy luôn xác thực thông tin, chứ đừng vội vàng nghe theo người khác. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thân hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thân. Đây sẽ là hai hướng rất tốt, sẽ mang lại nhiều may mắn và giúp cho công việc của bạn được thêm phần thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, hãy có lòng đề phòng mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, chớ nên tin theo những lời ngon tiếng ngọt. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nên xuất hành theo hướng hoàng đạo. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tương, tím, hồng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Đôi bên có nhiều quan điểm chung về cách xử lý công việc nên việc hợp tác diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng còn khó khăn cản lối. Người làm ăn kinh doanh cũng có thể được tiếp xúc với những mối khách hàng triển vọng. Họ không chỉ đem lại cho bản mệnh khoản tiền dư dả ở hiện tại mà còn có thể cả ở tương lai. Hãy phát huy khả năng của mình để gây ấn tượng với họ. Mộc sinh hòa, những mâu thuẫn, rạn nứt trước đó của bản mệnh sẽ khéo léo được giải quyết, không để mọi chuyện trong quá khứ ảnh hưởng nhiều đến hiện tại. Con giáp này tưởng chừng vô tâm nhưng lại có lúc vô cùng tâm lý. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy gặp được người đồng chí hướng.
Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hòa, hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, khéo léo giải quyết những mâu thuẫn trong mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Con số may mắn 7, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dần, Tỵ, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thổ sinh kim, nếu đã phải lòng ai thì người tuổi Mùi hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội để bày tỏ. Hãy dùng sự chân thành của mình để khiến cho đối phương rung động. Còn nếu bạn không chủ động hơn thì sẽ mãi chẳng thể kéo gần khoảng cách với đối phương. Người đã lập gia đình dần biết cách để sắp xếp công việc và cuộc sống của mình sao cho cân bằng. Bạn không vì công việc quá bận rộn mà lơ là việc quan tâm đến những người thân yêu, nhờ vậy mà bầu không khí gia đình bạn luôn đầm ấm. Chính ấn nâng đỡ, sự nghiệp của con giáp này cũng có những bước tiến vượt bậc. Bạn gây được ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo và nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Cơ hội được thăng chức tăng lương sẽ không còn xa nữa. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, công việc tiến triển như mong muốn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hòa, hãy chủ động thể hiện tình cảm. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, biết cách cân bằng sự nghiệp và cuộc sống. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, hãy chân thành với những người thân thiết nhất. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường ghi nâu, quý nhân phụ trợ Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân, khi đối diện với cục diện tương xung, người tuổi Thân trở nên giữ những suy nghĩ tiêu cực. Chính sự chán nản của bạn sẽ khiến cho mọi việc trở nên khó giải quyết hơn. Nếu suy nghĩ lạc quan, bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nếu không có cách giải quyết cụ thể thì bạn có thể hỏi xin ý kiến của mọi người xung quanh. Chắc hẳn sẽ có người đưa ra cho bạn được những lời khuyên hữu ích. Hãy khiêm tốn lắng nghe người khác, bạn có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm cho mình. Kim khắc mộc, các cặp đôi có nguy cơ bất đồng ý kiến, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ những chuyện tiền bạc hoặc là con cái. Bạn cần phải chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải với đối phương để nhận được sự thông cảm và chia sẻ. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, không nên tiêu cực khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Bình Thân, hòa, nên bình tĩnh để có thể suy xét mọi vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, hãy hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm đi trước. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, nhận được những lời khuyên hữu ích. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, nên chia sẻ khó khăn với người thân. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hôm nay, kiếp tài ngàn trở. Người tuổi Dậu thường xuyên khăng khăng với ý kiến của mình mà chẳng chịu lắng nghe ai. Thậm chí dù có vướng phải sai lầm thì bạn cũng không nhận ra và tiếp tục khiến mình xa vào vũng lầy. Thái độ kiêu ngạo còn sẽ khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối trong tương lai. Ngay từ bây giờ, lịch ngay tốt khuyên bạn hãy học cách lắng nghe và quan sát mọi người. Hạ cái tôi của mình xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, gia tú nhưng nên tránh kiện tụng và tranh chấp. Bạn nên sắp xếp thực hiện các kế hoạch sao cho phù hợp thì mới có thể gặp được nhiều may mắn và hạn chế những rủi ro không đáng có. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, không nên khăng khăng với ý kiến của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hòa, khiêm tốn hơn để nhận ra khuyết điểm của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, hãy sửa đổi những khuyết điểm của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, học cách lắng nghe mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, cố gắng tập trung vào công việc được giao. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường bạc, xám, quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, mộc khắc thổ cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Tuất có thể sẽ phát sinh một vài rắc rối khi bản mệnh cảm thấy bất an và đánh mất lòng tin với người mình yêu. Tuy nhiên, con giáp này cần phải bình tĩnh nếu lỡ có gặp phải bất cứ vấn đề gì. Hãy xác minh thông tin để có thể đưa ra những quyết định một cách thông minh. Bạn chớ nên vội vàng phán xét và quy kết tội lỗi cho người ấy, kẻo đến khi hối hận cũng không kịp nữa. May mắn, trên phương diện sự nghiệp,
có thiên ân chiếu mệnh, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên sẽ có một ngày khá thư thả. Những công việc đã quá quen thuộc sẽ không khiến bạn tốn thêm nhiều thời gian. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, nên tin tưởng hơn vào nửa kia của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, hãy cân nhắc thật kỹ các vấn đề. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, không tốn nhiều thời gian cho công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, cần bình tĩnh đối diện trước các vấn đề phát sinh. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường nâu, đỏ, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. Tử vi tuổi Hợi, nhị hợp sẽ giúp cho người tuổi Hợi có tâm trạng phấn chấn khi bắt đầu một tuần mới. Bạn sẵn sàng thực hiện các công việc được phân công cho dù đó là công việc mới mà bạn chưa xử lý bao giờ đi nữa. Tinh thần tích cực của bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến cho cả tập thể hăng say làm việc. Hãy gắn kết mọi người với nhau, bạn sẽ nhận thấy mọi việc sẽ còn tiến triển thuận lợi hơn dự tính rất nhiều. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng chính bắc, phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên lùi tới tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa tại đây. Bởi việc làm đó có thể làm động đến thai thân, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, tự tin thực hiện những kế hoạch đã đặt ra. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, có cái nhìn mới mẻ hơn về công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, sẵn sàng tiếp xúc với những nội dung công việc mới. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, có khả năng gắn kết với mọi người. Con số may mắn 9, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh da trời, quý nhân phù trợ Tý, Mão, Mùi. Đánh giá tử vi thứ hai ngày 6 tháng 6 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Mùi hay tuổi Ngọ. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay, đó có thể là con giáp tuổi Dậu hay con giáp tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!